nó chạm vào tay người đàn ông, thì giống như tìm thấy thức ăn nên quấn lấy tay anh ấy. Người đàn ông vô cùng đau đớn, anh ấy muốn hét nhưng lại mất tiếng. Cơn đau lên đến đỉnh điểm, anh ấy nắm chặt lấy rèm. Cái rèm đã bị anh ấy giật xuống, mà anh ấy cũng hoàn toàn mất đi tính mạng. Trước khi xuống nước, anh ấy đã gọi điện báo cảnh sát. Bên cạnh bồn tắm có một tờ giấy, viết đừng động vào sứa, và lập tức đưa tôi đến bệnh viện. Anh ấy biết mình không cứu được nữa, nhưng nội tạng trong người anh ấy lại có thể cứu sống người khác. Đó là nỗi đau mà cơ thể anh ấy không thể chịu được. Một năm trước, Ben với vợ lái xe đi du lịch. Điện thoại có tin nhắn đến nên anh ấy bất giác cầm lên xem. Ai ngờ ngay sau đó, phía trước xuất hiện ánh đèn. Bảy mạng người trên hai chiếc xe đều tử vong, chỉ có mình Ben sống sót. Một năm nay, anh ấy luôn phải chịu sự dày vò lương tâm. Trước đó không lâu, em trai Ben mắc ung thư phổi. Anh ấy đã cho em trai một bên phổi. Chuyện này đã đem lại cảm hứng cho anh ấy. Nửa năm sau, Ben lại quyên tặng gan cho một người phụ nữ. Sau đó anh ấy bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, mong có thể giúp đỡ người khác. Nhưng không phải ai Ben cũng giúp đỡ. Mỗi ngày anh ấy đều đi sát hạch. Stewart cần cấy ghép tủy, ông ta đã mở một viện dưỡng lão. Khi gặp Ben thì Stewart hết lời khen ngợi, bản thân đối xử rất tốt với những người già ở đây. Ben ngoài mặt thì tỏ ra tin, nhưng sau đó lại đi gặp người già để tìm hiểu tình hình. Trên thực tế, người già ở đây rất khổ. Loại thuốc Stewart cho họ uống sẽ khiến họ chết nhanh hơn. Ben nhìn bộ dạng của bà lão thì cực kỳ khó chịu. Anh ấy bế bà ấy ra khỏi phòng và đưa đi tắm. Sau khi Stewart thấy cảnh này thì biết khó mà giải thích. Thứ chờ đợi ông ta là cơn phẫn nộ của Ben. Tôi suýt thì bị ông lừa rồi, tên khốn. Tôi suýt thì tin ông rồi. Ben lại chuyển hướng sang một người khác. Đó là một bé trai ngoan ngoãn. Khi hai người nhìn nhau, Ben mỉm cười dịu dàng với cậu bé. Lúc này có cô gái đi đến. Vì cô ấy phát hiện Ben cứ nhìn về phía bé trai. Cô gái tên Emily này bị suy tim, mà Emily cũng là một trong những người Ben muốn giúp đỡ. Lúc này, Ben giả làm nhân viên kiểm tra thuế. Emily có phần mệt mỏi. Cô ấy vừa rời khỏi bệnh viện nên rất muốn về nhà. Ben biết ý nên rời đi. Không lâu sau, anh ấy lại đến tìm Emily. Ben giúp Emily dắt chó và tán gẫu với cô ấy. Nhưng một lúc sau khi nhắc đến chuyện hiến tặng thì Ben lại trở nên rất nghiêm túc. Cô thấy bản thân không xứng được hiến tặng tim. Vì cuộc đời của cô quá tầm thường, không có ý nghĩa ư? Emily ngây người, Ben rất nhanh điều chỉnh lại bản thân. Anh ấy bảo mình sẽ trì hoãn kỳ hạn, trả tiền cho Emily. Emily rất cảm kích nhưng cũng có phần thấy kỳ lạ. Cô ấy hỏi Ben sao lại giúp mình. Vì tôi thấy cô thật sự rất xứng đáng. Nhìn đôi mắt của Emily, Ben không ở lại lâu mà lập tức rời đi. Một người muốn tự sát thì không thể chung sống với người khác nữa. Hơn nữa anh ấy còn phải đi tìm người tiếp theo. Ai đến cứu người mù tên Ezra này? Ezra tận tụy phục vụ khách hàng. Đối phương lại liên tục mắng anh ấy. Anh bị mù à? Xin lỗi. Một nhân viên ngành thịt bò lại không ăn thịt, mắt còn bị mù. Chuyện này quá buồn cười. Cuộc đời của tôi tràn ngập những sự vật tốt đẹp. Anh lại không thể nhìn thấy gì. Ezra không hiểu sao đối phương lại tức giận như vậy. Anh ấy không biết bản thân đã nói sai chỗ nào. Nhưng Ezra chỉ lịch sự cảm ơn cuộc gọi và tạm biệt. Ben ở bên kia điện thoại bị chặt miệng. Những lời mắng mỏ đó đã tốn toàn bộ sức lực của anh. Bỗng nhiên, Ken Anderson, Nicole Anderson, Ali Anderson, Ed Wright, Stephen Phillips. Những cái tên này đều là người Ben sẽ dùng tính mạng để giúp đỡ. Ezra tính tình ấm áp, sau khi tan làm thì anh ấy đi đánh đàn piano. Ben âm thầm đi theo anh ấy và lắng nghe tiếng đàn. Lúc ăn cơm, Ezra cản một cô phục vụ trong quán ăn. Anh ấy vừa vụng về lại dịu dàng bày tỏ thiện chí với cô ấy. Ben thấy cảnh này thì mỉm cười. Anh ấy cho rằng bọn họ đều nên có cuộc sống tốt hơn. Đến tối, sau khi về nhà, Ben nhận được điện thoại của Emily. Tình hình của cô ấy rất không ổn. Emily liên tục ngất xỉu khiến cô ấy phải nhập viện. Lúc này người duy nhất cô ấy nghĩ đến là Ben. Cô ấy hỏi Ben từng nghĩ đến chết chưa. Ben bảo thi thoảng cũng nghĩ đến. Anh ấy vừa kể chuyện cho Emily vừa đi đến bệnh viện. Khi Ben đến đây thì Emily đã ngủ say. Ben dịu dàng gỡ điện thoại xuống và ngồi bên giường. Tôi đã nói dối. Mỗi ngày tôi đều muốn chết. Hôm sau khi bác sĩ đến thì đưa cho Emily một máy nhắn tin. Bác sĩ bảo nếu nó vang lên thì có nghĩa người hiến tặng đã xuất hiện. Tim Emily phình to, cô ấy đã không còn sống được bao lâu. Trước mặt bác sĩ, Emily lại rất lạc quan. Nhưng khi Ben sắp đi thì cô ấy đã giữ lấy tay anh ấy. Ben cũng ở lại. Sau đó Emily xuất viện, Ben đưa cô ấy về nhà. Trên xe, Emily liên tục hỏi về quá khứ của Ben. Ben lần lượt trả lời cô ấy, nhưng chỉ có vấn đề tình cảm thì anh ấy im lặng. Đó là nỗi đau vĩnh viễn cả đời Ben. Emily có phần hụt hẫng. Để bù đắp cô ấy, Ben đã tranh thủ thời gian giúp cô ấy nhổ cỏ. Sau khi Emily phát hiện thì lại trở nên vui vẻ. Cô ấy còn đưa Ben tham quan văn phòng làm việc trước đây của mình. Lúc đứng trong căn phòng, Ben có thể tưởng tượng được khi Emily còn khỏe đã năng nổ như nào. Đến lúc hoàng hôn, Ben đi dạo và dắt chó cùng Emily.
Khi Emily nghĩ đến cuộc sống sau này khi cô ấy đã khỏi bệnh, trong ánh mắt Emily có ánh sáng. Ben lặng lẽ nhìn cô ấy với nụ cười trên môi. Cô ấy là người đơn giản, lạc quan, khiến người khác say mê. Khi tạm biệt, Emily nhìn Ben với ánh mắt không nỡ. Sau đó Ben chỉ mỉm cười nhìn cô ấy rời đi. Đến đêm, Ben âm thầm lẻn vào phòng làm việc. Ban ngày Emily nói có chiếc máy đã hỏng. Anh ấy muốn sửa nó để tạo bất ngờ cho Emily. Nhưng sau hôm đó, Ben đã mấy ngày không gặp Emily. Vì có người cần anh ấy hơn, Ben chịu đau rất giỏi. Anh ấy hiến tủy trong lúc chưa tiêm thuốc tê. Ben đau đến mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng vẫn cắn chặt răng, không phát ra tiếng nào. Mấy hôm đó, cả người Ben vô cùng suy nhược. Nhưng trong mắt anh ấy lại có niềm vui, vì bé trai ngoan ngoãn đó đã được cứu rồi. Sau này Ben đến tìm người anh ấy từng hiến gan. Bà ấy đang làm việc ở cơ sở phúc lợi, nên đã cung cấp cho Ben người cần anh ấy giúp đỡ. Đó là một cô gái bị bạo lực gia đình tên Connie. Anh ấy tặng xe với nhà cho cô ấy. Khi bọn họ tháo chạy đến biệt thự và kéo rèm cửa ra, họ chạy ra biển tận hưởng cuộc sống. Trong đêm Giáng sinh, Emily mời Ben đến nhà chơi. Cô ấy mang một bộ quần áo để anh ấy thay. Khi mặc áo sơ mi hồng, Ben trở nên rất năng động. Ben thưởng thức món ăn Emily làm. Anh ấy còn liên tục khen ngợi. Ben ngân nga bài hát trong miệng để chọc cười Emily. Emily mở đĩa và kéo Ben nhảy múa trong phòng khách. Ben bảo mình cũng có bất ngờ cho cô ấy nên đã đưa Emily ra ngoài. Khi Emily nhìn thấy chiếc máy đã bị được sửa, cô ấy càng vui mừng. Trong tiếng máy nổ, hai người hôn lấy nhau. Nội tâm Ben rất do dự. Anh ấy muốn chuộc tội nhưng lại tham lam niềm vui nhất thời. Emily dịu dàng nhìn Ben. Cô ấy nghĩ đến mình có thể may mắn đợi được người hiến tặng. Sau khi phẫu thuật xong, Emily có thể chung sống với anh ấy. Nếu chúng ta có con. Nếu chúng ta kết hôn. Nhưng Ben biết chuyện này rất khó. Khi đêm muộn, lúc Emily ngủ say, Ben quay về bệnh viện và đến gặp bác sĩ của Emily. Anh ấy hỏi hy vọng Emily được hiến tặng có lớn không. Bác sĩ thương xót nhìn Ben. Emily có nhóm máu hiếm nên xác suất chỉ có 3%. Giờ Ben đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ấy đi ra khỏi bệnh viện và gọi điện cho người bạn thân. Gian, đến lúc rồi. Mình yêu cậu. Ben cầm dao rạch túi đá, sau đó đổ hết vào bồn tắm. Sau khi xả nước, Ben gọi điện báo cảnh sát. Anh ấy bảo ở đây có người muốn tự sát. Khi đối phương hỏi anh ấy là ai thì Ben lại im lặng một lúc. Là tôi. Sau khi cúp máy, Ben ngồi vào bồn tắm. Cái lạnh thấu xương khiến anh ấy liên tục run rẩy. Ben vươn tay đổ con sứa trong thùng xuống nước. Xúc tu của nó bám vào tay Ben. Anh ấy đau đến mức nắm chặt rèn và liên tục đạp nước. Dần dần anh ấy đã mất tiếng. Đợi khi nhân viên cấp cứu đến nơi thì Ben đã hết cứu rồi. Hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, máy nhắn tin mà Emily đã chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng vang lên. Cô ấy nhanh chóng được đưa đến bệnh viện phẫu thuật, nhưng Emily không biết người hiến tặng lại là Ben. Ngoài Emily thì Ezra cũng nhận được giác mạc của Ben, còn có một huấn luyện viên khúc côn cầu cũng nhận được thận của Ben. Khi em trai Ben nhận được tin thì vội chạy đến, thấy giấy báo thông tin giúp đỡ người được dán trên tường nhà Ben. Hai mắt anh ấy đỏ ửng vì đã hiểu ra tất cả. Ben dùng 7 món quà bồi thường để chuộc tội. Cuối cùng Emily vẫn biết được chuyện này, cô ấy vô cùng đau khổ. Cuối phim Emily gặp Ezra, dường như ngay lần đầu gặp Ezra đã nhận ra cô ấy. Hoặc là nói, qua con mắt của Ben, Ezra nhìn thấy trái tim đang đập trong cơ thể Emily của Ben. Hai người ôm chặt lấy nhau, bộ phim kết thúc tại đây. 7 số phận lên sóng năm 2008 với số điểm 8.1. Đây là một quá trình chuộc tội thông qua 7 số phận. Sau những hồi ức không dám nhớ lại, là nội tâm mềm mại của một người đàn ông, Ben đã rời đi nhưng sinh mệnh của anh ấy vẫn đang tiếp tục. Mà những người được anh ấy hiến tặng, nhất định sẽ càng yêu mến cuộc sống hơn.